Đây nhá, mọi người nhìn thì tưởng là xoài Thái, nhưng thật ra đây không phải là quả xoài, đây là xoài do Trung Quốc làm ra. Nếu mọi người mà không biết, mọi người ăn thì mọi người sẽ không phát hiện được, mọi người không có thể phát hiện được. Đây, mọi người ăn thì sẽ đến đoạn này. Đó. Bỏ ra thì mọi người cứ tưởng đây là sơ của quả xoài và đây là hạt của quả xoài. Đó. Nhưng thực chất đây không phải là hạt xoài. Mà đây chúng ta cắt ra. Đây, cắt ra. Ở trong là không có hạt. Và ở trong đấy, đây có một lớp ni lông. Đấy, tức là làm giả, làm đây là cái xoài nhân tạo và cái là khuôn, mà cái này hoàn toàn là bằng một cái chất tinh dầu hóa chất gì đấy, đấy là thành vị của quả xoài mà mọi người ăn không thể phát hiện ra. Đây. Tất cả quả nào cũng như quả nào. Đấy. Cho nên đưa lên để cho mọi người biết, để tránh đừng có mua những quả xoài này mà mọi người cho là xoài Thái. Đây. Tất cả đều như một. Mà họ làm rất là tinh vi. Hai nữa là mà đến đúng cái mùa này người ta mới làm, để cho mọi người nghĩ là đến cái mùa này mới có xoài đấy. Một năm chỉ có một mùa. Đây, đều có ni lông hết. Đây. Đây. Tất cả đây. Mọi người hãy đừng có bao giờ ăn cái này mà nguy hiểm vô cùng. Đưa quay clip này đưa lên để cho mọi người biết, để biết mà tránh, đừng có mua. Ok.